Rồi bây giờ chương trình có những cái lá thăm, trong này có những cái yêu cầu của chương trình cho hai bạn bốc thăm, trả lời cho nó vui để cho mình hiểu nhau được nhiều hơn, thân thích với nhau hơn. Mời em bốc một lá. Hai bạn nắm tay nhau, nhìn nhau trong 30 giây, sau đó mỗi bạn nói lên điểm thích nhất ở đối phương. À, quá tuyệt vời, quá dễ. Mời em qua đây. Ngon ha, body rồi cũng chuẩn ha, rắn chắc ha. Nhìn nhau đi ạ. Nắm tay, 30 giây nhìn nhau. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Trong con người em, anh thích cái chân thật không? Rất là thật lòng đấy. Chứ ngoài ra anh không thích gì hết. Nói gì mà tôi đứng sau lưng tôi nghe, lỗ tai tôi không nghe luôn á. Nói lớn lên xíu coi, mạnh mẽ lên. Là ý là... Bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin của mình nha. Rồi, mời anh trai giới thiệu trước. Mặt anh nghiêm quá, anh tường sợ nè, cười lên cái nè. Rồi, mình tên gì anh ơi? Dạ, lần đầu tiên anh gặp chào chương trình và chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em là Hồ Hữu Nghĩa, quê ở Nghệ An. Em lại làm bên công trình rồi vâng. Công ty về cái gì? Bên cầu đường. À, cầu đường vâng. Sao thấy cũng đâu đen lắm đâu nhỉ? Đáng lẽ lái máy xúc ngoài đường là phải đen thù lùi chứ. Văn bản có máy lạnh mà không đen. Ủa lái máy xúc mà sao có máy lạnh? Đã có. À là cái đầu cái cẩu xe là nó có máy lạnh. Vâng vâng. À ủa cái đó có máy lạnh đó hả? Đã có. Lần đầu tiên mình mới biết luôn nha. Mà thấy ngồi làm tưởng đâu nắng nó hơi cực khổ. Vậy là có cực, máy cực khổ chỉ có máy ủi nó mới khổ. Còn máy xúc và máy ủi thì luôn luôn nó có. À dạ. Giờ ngoài Nghệ An là còn ai ngoài? Bây giờ thì còn mẹ. Mẹ, mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ 68 rồi. 68. Rồi mẹ ở với ai? Mẹ ở với anh cả. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em năm nay 40. Rồi, xong. Qua tới bên này, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn trai bên kia. Và em chào quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu là em họ Kiều, tên Lựu. Bạn bè của em gọi em là Lựu Đạn á. Lựu Đạn. Nhưng mà Đạn này Đạn không nổ đó đâu chị. Kiều Lựu, quê ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội. Và em lớn lên tại Lâm Đồng. Em năm nay 34 mùa xuân rồi ạ. Lựu đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một đơn vị sự nghiệp. Là từ trên Lâm Đồng xuống đây ghi hình luôn? Dạ vâng ạ. Ồ, Lâm Đồng, có lên Lâm Đồng lần nào chưa? Có lên lần rồi nhưng mà chỉ đi qua thôi. Em là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 1986 ạ, tuổi con cọp ạ. Con cọp? Dạ. Sao, sợ con cọp không? Ổn ạ. Thế nhưng mà đúng sang năm 86 này quá hợp rồi. Ủa vậy hả, em tuổi gì con gì? Em con gà. Ủa dậu phải không? Tỵ, sửu, dậu, tam hạp. Ủa vậy con cọp có liên quan gì đâu mà hạp? Sao không hạp? Hạp sao hạp? Con gà. Con gà với con... Với con cọp mà hợp. Và nó rất chi là thẳng lợi về đường làm ăn nữa. Vậy luôn hả? Ủa sau đó giờ tôi cũng nhớ tôi coi này dữ lắm mà sao lần đầu tiên tôi nghe con gà với con cọp sao mà hợp với chỗ nào trời? Thì nó hợp với tuổi này. Cái tuổi tân tâm mốt này nó rất không vất vả với công việc. Nó chỉ vất vả về cái chuyện tình cảm thôi. Thiệt lòng luôn. Ông này không có thầy bói gì. Sao em? Thấy tuổi nó hợp không? Em nghĩ là hợp hay không là do hai người chị ạ. Chứ đó giờ chị nghe ai ta nghe con cọp. Nghe con gái mà tuổi dần là người ta sợ ha. Dạ đúng rồi ạ. À, em ta thấy tuổi dần, cao số rồi này kia. Ông không sợ đâu, ông này ghê lắm. Rồi thôi bây giờ bỏ cái vụ tuổi qua bên đi nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nhiệt tình trong việc. Và sở thích của em là thích đi du lịch, thích nấu ăn. Với lại ngồi rảnh rảnh thì em ngồi tám. Còn... khuyết điểm của em là em nhút nhát. Nhút nhát. Dạ, với lại một cái nữa là em cứ thấy trai đẹp gái đẹp là em nhìn là em nước mắt em nhìn nè. Nhìn thôi mà thích trai đừng thích gái nha. Chị dạ. Hả? Có khi em nhìn em thấy bạn gái đẹp là em cũng khen là bạn. Ồ, bạn này gái này đẹp quá em nhìn cũng thấy thích thích chị ạ. Thích thích cái kiểu gì sao mà nói chứ tôi gịch sợ quá. Không, em thích là thấy bạn này dễ thương rồi mình thấy mình trong mình có một cái ý định là khen ở bạn này dễ thương mình so sánh bạn này với bạn kia. Nhưng mà không phải là thích cái tình cảm của mình. Đúng với bạn đó là em. Ai cũng vậy mà, thấy người đẹp thì phải nhìn thôi. Dạ. Yêu thương là đúng giới tính rõ ràng phải không? Dạ đúng, em giới tính chuẩn chị. Quan trọng nè, có ngại lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. À, có nghĩa là thí dụ giờ mình xuống núi vẫn được đúng không? Dạ vâng. À, miễn là người đó yêu thương mình đi đâu cũng đi phải không? Dạ đúng. Em lâu lâu em ở trên núi nhiều giờ em xuống. Xuống núi đi chứ cũng tu hành trên trển nhiều đắc đạo rồi, xuống núi đi cưng. Được, tôi chỉ chốt câu đó thôi, còn cái chuyện còn lại là của chú. Vâng. Rồi, bên đây. Thì điểm mạnh của em thì thật sự trong công việc rất nhiệt tình và tên là biết nấu cơm rồi biết chăm sóc gia đình. Còn cái điểm yếu của em thì thỉnh thoảng gọi là có một cái gái thì nỗi buồn không ai biết được, nhìn những bỗng dưng đang vui vẻ như thế này nhưng một tí nữa mình buồn bình thường. Vậy là sáng nắng chiều mưa hả? Trong người con người của mình nó như vậy nên gọi kể cả khi đang chơi nhảy ra vẫn chút chi là vui nhưng khi về một mình là chỉ mình
Thường mình thấy cái này phụ nữ nhiều hơn chứ. Vô cái chuyện tình yêu nè, 40 tuổi sao chưa có vợ? Em là đồ lần rồi. Đó, thà nói vậy tôi chịu chứ 40 tuổi mà chưa có vợ tôi phải coi là có khiếm khuyết gì không nha. Rồi có cháu nào chưa? Có một cháu năm nay 14 tuổi. 14 tuổi rồi. Trời, làm chơi sớm dữ. Kết hôn vợ đây là kỳ năm 2005. Thì trong đó là kỳ 2000 thì em đi bộ đội. Thì em được học đào tạo qua trường bên Sa Tăng Thiết Giáp ấy. Thì sau 2003 thì em được hưởng lương của nhà nước. Rồi. Sau lúc đấy xác định là kiểu cũng không phải là mình là dê hay là hạc đâu, nhưng ý là mình muốn lập nghiệp trước. Rồi mấy ly, chừng nào ly vậy? Thì cũng tìm hiểu 2-3 năm rồi. Nhưng sau khi một thời gian cảm thấy rằng là cuộc sống của một người vợ mà không chia sẻ với cái bản thân cho một người chồng biết, kể cả chồng đi làm về hay là chồng hỏi cũng không chia sẻ gì cả, thì đổ vỡ bởi vì là hai người không hiểu nhau. Một con, trai hay gái? Con trai. Bây giờ con sống với ai? Khi mà ly dị thì em cũng muốn rằng là nuôi con, nhưng mà bên tòa án xử lý là người vợ được nuôi con. Tình duyên của em thì như thế nào? Đã trải qua một lần đò. Cũng trải qua lần đò luôn. Dạ. Rồi sao, có cháu nào chưa? Em có cháu 8 tuổi, cháu trai 8 tuổi. Cháu trai 8 tuổi, đang sống với em? Dạ, đang sống với em. Em là lấy nhau 2012, 2014 em chia tay. Và từ... Có 2 năm à? Dạ. Từ đó đến đây, ở vậy nuôi cháu. Ở vậy nuôi cháu. Mình đang sống một mình hay sống có ông, có bà, ông bà? Hai mẹ con em ở riêng, nhà riêng. Rồi, thí dụ bây giờ mà xuống núi là đem con theo đúng không? Dạ vâng, mẹ đi đâu con đi đó. Thì đúng rồi, con nhỏ mà mới 8 tuổi à, mẹ đi đâu con đi đó. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ em có chứ, em có một cháu rồi. Em vẫn muốn sanh nữa đúng không? Dạ. Rồi, chứ tại vì bên này coi như giờ con ở với vợ rồi, đâu có ai ở chung ảnh đâu. Đương nhiên là muốn có con nữa phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi, rồi tôi tưởng đâu nó hông chứ. Hiểu như vậy đi, cho chị mượn cái hình của em coi nè. Có hình không em? Trời ơi, nhìn vậy mà tôi lựa ra được cổ chết liền luôn á. Đó, đơn giản. Hai người thôi lựa. Ai? Em Nghiên này. Tại sao chọn anh đó? Tại vì 40 tuổi với lại nghe anh nói là anh làm máy múc thì em... Ý là nghĩ gọn gàng á hả? Hả? Rồi, em cứ giữ đó đi, chúc em may mắn. Cái con này. Cầm đi, thôi không biết luôn, mở cửa trái tim ra. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem coi sự chọn lựa của mình có đúng hay không. Em gái chọn đúng không? Em chọn đúng. Em chọn đúng. Bây giờ quan trọng em hỏi cổ có phải cổ không? Chị nghĩ đúng mà, bên này cổ tóc ngắn, trong này tóc dài. Thế là trong này cái hình tấm hình này là mình người thứ ba đúng không? Đằng sau này đó. Dạ đúng rồi. Hay, xuất sắc. Tôi nhìn tôi còn không biết phải hay không nữa. Rồi. Lần đầu tiên gặp em thì anh có một cái chậu hoa, thì trong mọi cái tất cả bản thân anh đã gửi vào trong này, anh nhà em chăm sóc. Dạ rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, tặng có giỏ hoa mà để tất cả bản thân anh em để vô trong này để cho em chăm sóc gì dữ vậy trời. Em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Do hôm qua em đi làm về muộn quá thì em cũng không được gói ghém cho nó cẩn thận xíu ạ. Không, mình không cần phải cầu kỳ đâu, mình thế này mình rồi ngồi xuống đi. Thật sự lòng là được rồi. Nãy giờ tôi tưởng tặng cái điện thoại không, nó hết hồn, mở ra coi cái gì ở trong. Ý nghĩa của món quà em. Dạ em muốn tặng anh cái thách người, mỗi khi mà anh đeo vô thì anh sẽ nhớ tới cái ngày mà em với anh gặp nhau lần đầu. Món quà nào cũng có. Cái này là thắt lưng, là thắt cổ, thắt họng luôn đó em. Thắt lưng là thắt cổ, thắt họng luôn đó em. Không. Gì không? Cái này thì thắt ở giữa thôi. Thắt ở giữa thôi. Cái thắt lưng này người bảo thắt lưng chứ phải thắt cổ đâu. Là thắt là siết vô rồi ra được á. Bởi vì là cái đoạn giữa mà nó là chắc rồi thì hai đầu cũng mà chuột được. Đó, móc cái đoạn giữa là kéo đi là đi hết rồi đúng không? Bây giờ chị Tường sẽ dành riêng thời gian cho hai bạn tâm sự trò chuyện với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay trở lại, mời các bạn sẽ cùng thưởng thức những món ăn. Uống núi bạn gái đói bụng rồi đó, ga lăng mời bạn gái ăn nha. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha. Anh nhà, đi. Mời em xuống bữa. Khi em gặp anh thì em nghĩ thế nào? Em gặp anh ở đây thì là em rất vui rồi. Còn cái thấy anh cũng được giống như cái mẫu người mà em đọc ra là cao với lại theo ý của em. Anh thấy em thế nào? Thì em thì lần đầu tiên anh gặp em thì cũng dễ thương. Thứ hai nữa thì cái lời nói của em cũng dễ nghe. Anh có hay về quê không? Anh thì thường thường cứ một năm về ba lần thôi. Bố mẹ anh ở ngoài quê hết ạ? Gọi là ở ngoài quê thì giờ anh còn mẹ thôi, còn bố mới mất. Thế rồi. Trong đây anh ở mình vậy anh? Trong này thì anh ở trên công ty ấy. Ngày bình thường rồi là ngày nghỉ thì có em, con chú rồi là
em con dì và các họ trong này còn có. Vậy là có người thân ở trong đây nhiều. Vậy anh đi làm vậy anh có hay được nghỉ không? Anh ấy thì nghỉ là cho mình quyết hết một tháng mình nghỉ 4 ngày. Nhưng mà thời gian này anh không thích nghỉ bởi vì là anh chỉ một mình. Bây giờ mình xin nghỉ 4 ngày nhưng mà mình ăn rồi mình ở nhà làm điện thoại thì nó đau lưng lắm, nó không thích. Thế anh với em quen nhau rồi anh có ngại đường xá xa xôi không ạ? Nếu như mà nói từ ngại thì không phải là mình nói dối nhưng mà thật sự là nó cũng ngại thật. Nó bởi vì mình không bao giờ đừng bảo rằng là nó không xa, cũng xa thật. Nhưng mà thấy bởi bây giờ thì nó phát triển thì xe gọi đi lại thì nó xa hay gần thì nó không quan trọng. Nhưng còn cái chuyện tình cảm này quan trọng đầu tiên thì em cho anh hỏi một chữ thôi là trong cái chuyện tình cảm thì hoặc là chuyện công việc của em, khi anh là người bạn trai hoặc người chuẩn bị là gì của nhau đấy thì em có thể là chia sẻ cùng anh không trong công việc? Dạ có chứ anh. Anh cũng mong như vậy. Bản thân anh cũng một lần đổ vỡ rồi. Có đôi con năm nay 14 tuổi đang ở với mẹ. Sắp tới tầm 3 năm nữa con nó sẽ vào trong này. Dạ. Thì em có ngại khi con anh nó ở trong này học trong này không? Dạ em không có ngại gì hết. Con anh nếu mà sau này em với anh có duyên đến với nhau á, con anh thì em cũng coi giống như con em thôi, không có gì. Nhưng con anh cũng lớn rồi mà con em thì cũng còn nhỏ, anh cũng có ngại vấn đề gì không ạ? Con của em mà anh đến với em thương con là cái tâm. Thì sau này ông bà nói là mình trồng cây thì sẽ có quả. Thì mình thương con, mình chăm con thì con lại sẽ thương mình. Còn mình không nên bạc bẽo trong đến đời này giờ thế. Đều có câu trả lời rằng là nếu như mình làm tội lỗi nhiều thì mình sẽ gặp tội lỗi nhiều. Cái cuộc sống của anh là cũng cần là một người phụ nữ để chăm sóc anh, không phải là mình đi làm về lấy lương để nuôi anh, mà ý là chỉ làm một cái chỗ dựa cho anh để vững anh làm công việc. Chứ thực sự công việc của anh thì lương nó cũng không cao lắm đâu, nó chỉ được 10 triệu. Ừ. Nhưng mà 10 triệu là anh hơn em rồi. Em được có nửa của anh thôi. Nhưng mà 10 triệu mà tiêu hết 10 triệu là nó sẽ hết đúng không? Nhưng 5 triệu mà tiêu chỉ có 0,5 thôi thì nó còn 45 mà. Dạ. Em có xác định ở đất Sài Gòn này không? Hay Bình Dương không? Em ngày xưa em cũng từng đi làm ở đất Bình Dương. Nhưng mà giờ em vẫn thích xuống thành phố. Nó phát triển hơn ở trên vùng sâu hơn. Anh thì cũng muốn rằng là một là Đồng Nai, hai là Bình Dương. Bởi vì Đồng Nai thì có em con chú, mà Bình Dương thì có em gái con dì. Yeah. Thì nhà cửa thì nó có chứ mình chưa có đâu, nhưng mà ý là không phải mình dựa vào đấy để mà mình này khác, mà có cái chỗ nào anh em nên ở gần cho tình cảm. Yeah. Em có sợ là cái Tết năm nay em về quê Nghệ An ăn Tết không? Quê em cũng hay về quê ăn Tết mà, lại cũng đâu có bằng ngoài quê em đâu. Quê hương anh thì nó là gần, gọi là nó lạnh lắm. Em có ngại lạnh không? Em không có ngại lại. Bởi vì lạnh có anh ra bảo là tôi tuy rằng nó lạnh nhưng đi bên một người bản thân hoặc một người chồng người vợ cái lạnh đó nó không thấy đâu cả này. Yeah. Anh thì trong gia đình anh được 4 chị em, chị gái đầu và anh người út. Từ từ nói, bây giờ nói cái chuyện này quan trọng nè. Giờ đang ở Bình Dương phải không? Là ở nhà ai vậy? Nhà em gái con gì? Có nghĩa là mình chưa có an cư đúng không? Mình chưa có chỗ ở nhất định, mình mới vô đây lập nghiệp. Cô này ở Lâm Đồng, ở trên chợ có nhà có cửa, hai mẹ con ở riêng rồi. Thay vì người ta xuống núi ta chịu rồi đó. Nhưng thí dụ giờ mình lên trên đó lập nghiệp được không? Nghề của em thì nó chỉ tránh thành phố thôi. Bởi vì cái tại sao tránh thành phố? Bởi vì là cái mẹ chú của em không vào thành phố được. Nó chỉ vào khi vào nó phải cần xe kéo vào làm. Gọi là nghề em, nghề gọi là nghề làm đẹp cho muôn đời mà. Ủa chị hỏi gì được không? Em muốn xuống núi hay là em muốn người ta lên núi? Em cũng có ý hỏi giống như chị á, nhưng mà em chưa kịp hỏi chị. Nè chị lanh hơn em đó, chị giúp đỡ em đó, chị hỏi giùm cho em luôn được không? Dạ. Thế như bây giờ mà mình lên núi thì có gần Hồ Xuân Hương không? Dạ không, nhà em cách Đà Lạt khoảng 120 cây số. Lâm Đồng mà chưa tới Đà Lạt mà. Nhiều đó được rồi. Rồi hôm nay đi có người thân đi theo không? Dạ có, em con chị. Em con chị, hôm nay em đi có ai đi theo không? Dạ em có bạn em ạ. Có bạn em. Rồi, mời quan viên hai họ vô đây. Thôi bên này thấy có người lớn mình chào trước. Em chào chị. Chị là cái gì của bé? Cũng là chị em bạn thôi ạ. Chị em bạn. Trời em cũng bạn mà từ lớn đến bé có đủ luôn ha. Em tên gì? Dạ em tên là Hường. Em là bạn học cùng với bạn từ hồi nhỏ. Bạn từ nhỏ rồi, trong này ai là người thân với em nhất? Người nào hiểu em nhiều nhất? Dạ bạn em ạ. Bạn em tên gì? Dạ em tên Hường. Hường. Rồi chị tên gì chị? Em tên Yến. Chị Yến. Tên Hằng thì mình nhìn thấy cái cặp đôi này như thế nào? Rồi bạn thân nhất ý kiến nè.
cái việc đầu tiên em chỉ muốn chia sẻ đó là hai bạn á cũng đã từng trải về trong vấn đề hôn nhân gãy gánh giữa đường á, thì em thấy cái phần này về phần con chung á thì hai bên cũng đều có con chung. Mà mấy cái thời này á, bây giờ là thời 4.0 rồi, cái vấn đề này em nghĩ cũng không phải là cái bước rào cản để cho bất cứ ai hết. Cái thứ ba nữa thì em thấy bạn trai bên này á thì thấy cũng gương mặt cũng khả ái, cũng có độ tin tưởng cao. Cho nên là thật sự thì em cũng muốn bạn suy nghĩ xem như thế nào để cho hai bên cùng có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn em. Rồi sang qua bên đây. Con gì phải không? Cưng tên gì? Tên em Tích Thương. Dạ. Thì hôm nay là em đi theo thì thấy cái câu chuyện của hai anh chị đây nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy các anh các chị nói chuyện có vẻ là hợp. Anh của em thì hiền mà nhiệt tình trong mọi việc, cứ ai nhờ đến anh là anh sẽ có thể là bỏ việc của mình, có thể giúp người ta rất là nhiệt tình. Em cũng nghe anh chị nói chuyện, thấy anh chị là cũng đã từng kết hôn một lần, cũng từng đổ vợ, thì cũng mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội. Em thấy ảnh hiền, em thấy anh có chậm không? Em nghĩ thì bây giờ cuộc sống mình, nhịp sống mình nó quá nhanh đấy chị. Nhiều lúc nó nhanh đến lúc đến mức mình có thể không nhớ được như nào. Em kiểu mà cũng thích của anh, em sống chậm lại một chút để nhìn lại cái cuộc sống mình rồi kiểu mà nó ổn định hơn, rồi nhìn kiểu gia đình bạn bè anh em thì nói chung là mình sẽ để tâm được nhiều hơn. Em nhận xét về chị gái hôm nay như thế nào? Em thấy chị ấy xinh mà kiểu giọng nói có vẻ dễ thương ấy. Rồi, thế là hôm nay cả hai bên đều khen và hài lòng đối với cái nhà bên kia đúng không ạ? Chị nè, giờ chị lớn nhất em muốn hỏi chị một câu nè, chị xích lên đây nè. Chị nhìn nhận cặp đôi này sao? Theo như mắt mình là hai cặp đôi này là được. Được. Được khoảng từ 80% rồi đấy. 80%. Ok, vậy thì quá tốt rồi. 80% á. Rồi, vậy là cái phần còn lại ở hai bạn. Ngồi nha. Dưới kia thấy là được. Rồi, thôi giờ cảm ơn gia đình hai bên nha. Để đôi trẻ thêm cơ hội nói chuyện. Rồi, bây giờ chương trình có những cái lá thăm. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình cho hai bạn bốc thăm, trả lời cho nó vui, để cho mình hiểu nhau được nhiều hơn, thân thích với nhau hơn. Mời em bốc một lá. Hai bạn nắm tay nhau, nhìn nhau trong 30 giây. Sau đó mỗi bạn nói lên điểm thích nhất ở đối phương. À, quá tuyệt vời, quá dễ. Mời em qua đây. Ngon ha, body rồi cũng chuẩn ha, rắn chắc ha. Nhìn nhau đi ạ. Nắm tay, nắm tay. 30 giây nhìn nhau. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Trong con người em, anh thích cái chân thật không? Rất là thật lòng á. Chứ ngoài ra anh không thích chị hết. Nói gì mà tôi đứng sau lưng tôi nghe, cái lỗ tai tôi không nghe luôn á. Nó lớn lên siêu coi, mạnh mẽ lên. Thì là ý là khi trong cái điểm thích nhất là cái thật lòng của em thôi. Anh chỉ thế thôi, còn anh, em nghĩ sao? Em cũng vậy, em chỉ thích là tính tình anh hiền lành, thật lòng khi mà mình trao cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tuyệt vời, ai cũng thích. Nói chung là cái gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hai bạn đang khen nhau về cái gỗ ha. Hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận về nhau. Nữa hả? Mời hai em số lần. Em đang lỗ ấy. Em đang lỗ hả? Em đi lại hai lần. Em đi lại hai lần hả? Vậy thôi em đứng đó luôn đi, em đừng về chỗ nữa. Nhìn tu chí, hai người ôm nhau nhìn tu chí. Ôm đồng chí đó. Em rung à? Em rung, tim em đang đập. Nói đi, cảm nhận như thế nào? Ngày hôm nay gặp nhau làm sao? Có thể cái trái tim của em để cho anh sưởi ấm được không? Dạ, mình sẽ cho nhau cơ hội anh nhé. Ủa, cái đó đâu phải là cảm nhận. Cảm nhận là hôm nay gặp mình được ôm nhau, mình thấy trong người sao? Hoặc là lần đầu tiên gặp anh em thấy làm sao? Em cảm thấy cái dòng điện trong người em đang nóng lên ạ. Nếu nóng được thì mới về nhà ăn được. Mình nóng nó mới ấm đúng không? Dạ. Rồi, về chỗ đi hai bạn. Thật ra bây giờ nãy giờ em còn cái gì em muốn hỏi nữa không? Em hỏi anh là anh có tật xấu gì không ạ? Tật uống rượu là có, bởi vì trong cái nghề nhà anh thì thỉnh thoảng là xếp xuống. Dạ. Rồi là rủ nhau đi. Không, mà nhậu ngoại giao thì không sao, nhưng nhậu cái kiểu nhậu lầy tới bến luôn em. À không em, anh từng này tuổi rồi mà bây giờ mà lầy nữa thì gọi là ai gọi là bốc bùn lên em. Không đi chung chơi đâu. 40 tuổi rồi còn lầy gì nữa. Gì nữa? Không, anh nhậu được mai mốt cái gì em với anh cùng nhậu được sao. Rồi, còn em, còn muốn hỏi cô cái điều gì nữa không? Trong lòng mình còn mong muốn gì ở người bạn đời nữa không? Không nói hay hát à? Hát bài trong hồi xưa đi lính 10 năm chắc cũng hát nghiêu ngao chổng dữ lắm phải không? Anh tặng em bài hát là Ngạnh Lan Rừng.
nhánh lan rừng. Đúng ý nghĩa của anh bộ đội. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng nhặt cánh hoa lan rừng. Để đổi hả? Nhặt được cái cánh hoa lan rừng là thôi á hả? Mình cho thằng rồi hôm nay đoán hậu mới sợ luôn vậy đó. Được rồi, hôm mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Rất nhanh, rất là mạnh mẽ. Mời em qua đây. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường xin tặng em một phần quà của chương trình để em làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Quan trọng nhất, chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, hãy gửi tặng nhau một nụ hôn rất là dễ thương. Anh thơm em. Coi như là mình đặt dấu đầu tiên anh em mình đến với nhau. Cưng dễ sợ. Đùa thôi, vậy Tường chúc cho hai bạn sẽ có nhiều cái thời gian vui vẻ. Nhưng mà nhớ mình bấm nút rồi thì mình phải thật hạnh phúc. Chúc cho hai bạn nhiều sức khỏe. Dạ, em cảm ơn. Vẫn nắm tay nhau đi, bắt tay tuôn chi. Và bây giờ thì Tường cảm ơn quý vị nhé, đã theo dõi chương trình rồi.